MC xin chào các bạn ơi. Hôm nay bên Mỹ này là ngày Thanksgiving đó các bạn nhé. Nếu anh chị em nào mà ở Mỹ thì sẽ biết hôm nay là ngày thứ năm Thanksgiving. Thì MC xin chủ nghỉ được thứ năm, thứ sáu. Thứ năm thì lễ lộc. Thì gia đình ai cũng ở nhà nấu nướng này kia, đoàn tụ này kia, anh chị em, ông nội bà ngoại gì đó, cô chú anh chị đã tập trung ăn. Nhưng mà cái mùa Covid này thì nhiều gia đình họ cũng không dám tập trung nữa các bạn, sợ lây nhiễm người bệnh này kia đó thì cũng tội nghiệp nữa. Riêng MC thì bữa nay thứ năm ở nhà cũng nhiều công chuyện, nhưng mà MC cũng ở nhà dọn dẹp đồ, coi đồ nó không xài thì đem đi cho Goodwill là chợ cũ các bạn. Cho các bạn thấy không, MC lượn một vòng nên là đồ quá trời trong nhà các bạn ơi. Thì nghỉ được 2 ngày MC cũng ráng gom chút thời gian để dọn dẹp nhà, cái nào hư mà cái nào nó không còn sử dụng, nói chung là còn, nhưng mà tại vì không muốn để nhà lung tung chặt chỗ nhìn nó cũng nhức đầu các bạn thấy không nè, em suy dạo một vòng cho các bạn coi, đồ đầy nè các bạn, nó quá trời đồ luôn. Thôi thì em suy cũng chia sẻ được những cái gì trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống thật của em suy, thì có gì anh chị em chú bác coi cho vui nhé các bạn nha. Ok, giờ em suy mời cả nhà theo dõi em suy nhé. Đấy, đồng hồ này còn chạy nha các bạn, cái này còn chạy, chưa có dặn dây thiều, cái này lên dây cót, thằng kia xài pin mà nó chết rồi. Không phải nó còn chạy nhưng kiểu như nó chạy không đúng vậy các bạn. Bà hồi thì lẹ, bà hồi chậm thì nói chung là tới giờ nó phải đi các bạn ơi. MC bữa nay xử lý cũng nhiều, để MC lấy cái ghế. Anh chị em nào có coi channel YouTube của MC Đại Gia, nếu có thấy hay thì xin nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ cho MC nhiều nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi channel của MC bấy lâu nay. MC sẽ leo lên lấy cái đồng hồ trên gỡ xuống. Cái này chợ cũ nó đóng cửa rồi nhưng mà MC cũng để ở ngoài. Đây các bạn, cái này xài bằng pin 2 lỗ giả này chứ không phải thiệt. Hôm bữa hôm xưa mua MC mua cũng 20-30 gì đó. Nó xài pin. Ba hồi thì chạy sớm, hồi chạy trễ. Này rảnh rỗi nhà thôi MC xử lý luôn. Dùng dòng này là tiền cổ của Mỹ nha các bạn nha, tem này kia nè, cộng đồng các dân tộc Việt Nam nhiều lắm các bạn ơi. Đó, MC dọn dòng cho các bạn coi nhiều lắm, để hôm nào MC rảnh MC quay rồi chia sẻ với các bạn bốn phương từng giai đoạn đồ cổ về này kia nọ đó. Đó, thấy bánh xe hôm bữa thì MC có quay clip trước các bạn, đồ cổ quá trời các bạn ơi. Đó, nhìn xuống là cái đường đi nữa các bạn, xe không. Rồi, nay đưa em này xuống cái đi. Dọn dẹp bớt chỗ nào đỡ chỗ đó các bạn ơi. Thằng này cũng xài pin của USA nữa các bạn. Nếu ai biết sửa đồng hồ mà chỉnh cái phần sau này cũng ok, nó xài pin nè các bạn. Đây nè. Cục pin đây, nhưng mà nó hồi ba hồi chạy sớm mà chạy trễ. Thôi MC đem đi cho chợ cũ thì biết đâu có sư phụ nào giỏi cao tay thì xử lý được. Chứ cái này cũng loại cổ nữa các bạn. MC nghĩ cái đồng hồ này cũng thập niên 50-60 chứ không mới lắm đâu. Cái hiệu kỳ gu là kỳ gu là lây đờ đó mà. Kỳ gu lây đờ đó các bạn. Đây nè. Thôi để em đây. Em để dưới đất đi, hỏi MC đem ra một lượt
em. Rồi đi dạo vòng tiếp. Đồ nhiều lắm các bạn ơi. Thả về nhầm khi mấy cái đồ chưa có xài đụng tới luôn rồi, bắt đầu cái vài bữa cái dọn dẹp cái đem đi cho nữa các bạn. Có cái tập hay lôi đồ về lung tung vậy. Thời gian chán thì bắt đầu cái cho người ta. Ủa này phải mở con ốc. Mình xin phải lấy cái súng mở ngọc đây cái đó, trong phòng ngủ nữa bạn. Phòng ngủ này, phòng ngủ của con gái MC nó dọn ra và bữa con nhỏ lớn nó vô đây đó, xe đạp nè các bạn, xe đứt này. Chưa sửa luôn, quá trời đồ. Anh chị em nào có coi cái clip này mà thấy hơi nhức đầu mong thông cảm nha các bạn nhé. Tại vì MC đang đeo ở trước ngực cái điện thoại các bạn. Người MC cần phải hai tay nè các bạn thấy không? Để MC làm việc cho nó dễ một chút. Hôm nay đưa em này đi. Em này cũng cha. Đây nè các bạn. Em này mua 100 mấy con bạc này. Chỉ máu đam mê 1960 1926 các bạn đây nè. Đó. Đồng hồ này 8 ngày của Đức. Nhưng mà nó ba hồi chạy ba hồi giật. Bữa nay MC cũng đem đi cho chợ đồ cũ luôn các bạn. Hôm bữa em mua, MC mua cũng đâu 100 mấy đồng á, không ít các bạn. Máu đam mê á, giờ không có chơi mấy cái loại này nữa. Có chơi thì loại đồng hồ này. Sưu tập đồng hồ này nó dễ. Nó không có mắc tiền gì lắm nhưng mà nó chạy bền các bạn. Còn này nó cũ quá rồi các bạn. Cái loại này nó cũ quá rồi, không chơi nữa. Vậy 8 ngày, còn này 35 ngày các bạn nha. Đây nha. Này 35 ngày. Của này của Hàn Quốc, Korea. Cái này thì mua khoảng 5-70% tùy theo mình hên xui các bạn nha. Nhưng mà nó chạy thấy gì bền lắm các bạn. Thằng này cũng 970 nè các bạn. Người ta MC chỉ 970 Korea 35 ngày. Thằng này cổ nè. Cổ đưa đi luôn. Không có giữ để chặt nha. MC phải mở cái con ốc đây nè các bạn. Tại nó nặng á. Tại nó nặng á MC phan vô lỗ trong tường luôn. Đồ quá trời đồ các bạn ơi. Tại MC ở chung cư kêu là apartment đó các bạn. Rồi MC cũng sửa chữa xe đạp nè. Cũng 6-7 tháng nay rồi. Bây giờ trở lại làm neo. Thì công chuyện bề bộn lúc ngày nào cũng dồn dập tới tấp các bạn. Đồng hồ này nặng à. Nhưng mà cũng phải làm cho xong chuyện các bạn ơi. Để đem dài lắm mộng. Đưa em này đi luôn, nặng chịu chịu cũng phải đưa đi. Nó này nặng lắm các bạn. Cái âm thanh nó nghe hay lắm các bạn. Giống như ở trong cái chuông nhà thờ đánh bang bang đó các bạn. Đưa đi luôn. Chợ cũ biết đâu người ta bán, mấy người thợ đồng hồ của người ta biết sửa chữa, người ta giữ đồ cho phụ kiện này kia đó các bạn. Thì đó chuyện của họ. MC chỉ đưa đi đi. Quá trời đồ các bạn ơi. Thật sự mà nói là quá trời đồ luôn. Đây dựng tạm ở đây đi. Cho nó nằm luôn á. Này nó dài lắm các bạn ơi. Này nó dài lắm. Nó dài thâm thẳm luôn các bạn. Rồi hai em. Dép đây có hồi mang. Đồ nhìn nhức đầu luôn các bạn. Để MC phái
Xưa em si cũng mua bán đồ cổ rồi mướn trong mấy cái tiệm antique đó các bạn, antique á, tiệm đồ cổ mướn cái mặt bằng nhỏ nhỏ vậy đó bán, nhưng mà cũng có người mua, nhưng mà mình phải chia phần trăm cho họ đủ thứ để muốn có đồng ra đồng vô các bạn, nhưng mà thấy cũng cực quá thôi. Dọn mới nào có giá đem về, còn mới cũng cho bà chủ luôn chứ không xách về chi nặng nhà nữa, chặt nhà thêm nữa, đây thêm em nữa rồi các bạn. Em này cũng hiệu Google nè các bạn, Google Leader nè, này của Trung Quốc, hôm bữa em si mua với cặp kia, thằng này đời mới chắc cũng khoảng 80-90 chứ không có cũ các bạn, giống như nó nhái cổ vậy đó. Em si mua hai cái, con cái chạy được, còn cái này thì nó bị, cái đồng hồ này thì nó bị cái dây cót nó bị tuột ra các bạn, lúc mình dặn á nó không ăn, làm như nó bị tuột ốc á. Em si có mới rảnh mà sửa chữa thôi, bữa nay đưa em đi luôn. Cái mẫu mã ngoài nhìn nó cũng hấp dẫn lắm các bạn, giống như nó giả cổ á. Thì các bạn biết mà, anh chị em nào có chơi đồ cổ thì biết rồi, thằng Trung Quốc thì nó vua đồ, nó nhái đồ cổ thì khỏi chơi rồi đó, nó làm qua cái mã ngoài nhìn thấy hấp dẫn các bạn. Rồi gỡ em xuống luôn, này cũng bắt quái nè các bạn nha, này cũng bắt quái luôn, đưa em đi luôn để chặt chội nhà đó. Hôm nay như cũng nó chạy 30 ngày các bạn, cái đồng hồ này như 30 ngày lên với cót chạy được 30 ngày, hai em ba em ha, còn nữa đưa đi hết, nó giải quyết mọi vấn đề luôn. Đây này các bạn, máy này là đưa đi chợ cũ rồi, còn em múc trên kia các bạn, đây nè, nhưng mà vô khó quá, phải về đồ lung tung quá. Chắc bữa nào đi, thằng đó cũng có đứt đó các bạn, như 8 ngày em si mua cũng trăm mấy á, 120 210 gì đó, cũng hơn chục năm rồi đó, chạy thời gian tự nhiên nó cũng dừng luôn, giống như cái tới tuổi nó hay đứt, đứt dây không cần thở nữa. Thôi còn mấy này thì còn quớt nha các bạn nhé, mấy anh này còn quớt vòng vòng cái có gì cho good view nữa, này trong bát gum đó, đồ cũng đầy nhóc. Cũng như gì máu đam mê mà cái gì cũng lôi đồ về, nông lính nữa các bạn, cái gì cho good view được cái cho. Cho bớt thì đỡ chặt chỗ, đồng hồ chạy tắt 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 nè các bạn ha. Này cũng của họ ghi như 30-31 ngày nhìn cũng ok, này mua không 30 hai 30 40 rồi, nhưng khi nó bị khô dầu hay là nó bị người ta dặn dây cót nó dặn cũng như cứng quá đó các bạn, rồi nó bị kẹt á, vậy thôi chứ không hư. Em si về chỉnh sửa đồ cũng biết sửa chút đỉnh tu bổ phục hồi các bạn, thì nó chạy dèo dèo luôn, này cũng vậy nè các bạn đó, chứ không có hư. Thì nhờ vậy mình mới mua được những cái món đồ nó giá rẻ, mà nhiều khi cũng bị lầm chết luôn, chạy được có mấy ngày về nó nằm luôn, giống như mấy cái đồng hồ nãy đó, thì phải chịu bó tay các bạn. Em sẽ rảnh mà ngồi mở từng con ốc phải nghiên cứu này kia, mất thời gian chỉ vì cái máu đam mê mà cũng không làm ra tiền. Nói chung là vậy, trong này như chắc xong rồi, để vô phòng con gái có cái gì cho biết view ta. Mày thì còn chạy, mày chạy pin kia chạy điện, trong này cái gì mà cho biết view được không? Đồ nhiều lắm các bạn ơi, đồ dữ lắm các bạn, quần áo lung tung á.
Hai ngày thật sự có không đủ nữa, tại về bữa con gái lớn MC nó về cho nó nằm ngủ cái giường này nè các bạn, cái phòng này nè đó, các bạn thấy không, đồ phụ tùng sửa xe của đạp của MC nó đầy nhóc nè các bạn đó, mình phải dọn dẹp lại cho nó gọn để cho nó về nó có chỗ nó nghỉ ngơi. Quá trời các bạn ơi, này quá cái đồ kéo xe. Ôi, dọn bớt cái quá trời đồ đạc lung tung quá nè, mày cũng gớt chứ đâu có bèo. Dọn nào nó dọn được cái dọn quá trời đồ. Dạ, nhìn cái nhà nhức cái đầu luôn, quá trời đồ. Nè mấy bức tranh xưa nè các bạn, 1993 nè các bạn thấy không, đây cái năm này là cái năm MC qua Mỹ luôn các bạn, 1993 kỷ niệm ha các bạn. Hình con Eagle nè, con đại bàng nó đang đậu cái khu giống như ngay cái một cái hồ ấy các bạn, nhìn cũng hay. Nhỏ đóng đồ rồi phải kéo ra đóng rồi. Hồi mới lấy chiếc xe ra kéo nữa, mới chờ đồ. Ồ, đây một cái nè các bạn, đem đi luôn. Thằng này hôm bữa nó có mặt mũi đầy đủ mà MC cắt ra cho vui chơi các bạn đây nè. Em này nè, xưa mua cũng 70-80 gì đó. Cái này 1981 của Đức, lên với code chạy được 8 ngày nè các bạn. Đây nè, đó, 3 lỗ 5 gon, dặn dây thiều rồi chạy good hết. Có một cái nó chạy hơi lẹ quá các bạn. Đây nè các bạn, rồi MC mở cái mặt nó ra rồi. Ngày ở nhà dặn nó nghe, nó nghe quánh bang 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 cũng vui. Giờ phải lấy chiếc xe, còn không thì khiêng khiêng tay ra ngoài. Mà cũng phải mặc cái áo vô thôi, ngoài lạnh các bạn. Xì chạy good view cho người ta đồ luôn. Hôm nay ngày Thanksgiving đó các bạn, cái ngày lễ tạ ơn Chúa. Nhiều mấy người nào bên nhà thờ thì biết lễ tạ ơn Chúa, thì mọi người đều ở nhà. Nếu 2-3 gia đình, một gia đình 5-7 người, 2-3 người tùy theo các bạn, thì mình người nấu vài món á, rồi tụ tập ngồi chung ăn uống karaoke chia sẻ gì đó các bạn. Còn nếu gia đình nào có người bệnh hay là sợ lây á, thì không nên mà để kiểu như là tổ chức party này. Cuối mai có người nào bệnh á, hay là người đó đi chơi hay nào ở ngoài bạn bè đó, thì về lây bệnh cho gia đình cũng không tốt nha các bạn nha. Nói chung là vậy, nó đủ thứ chuyện để có thể xảy ra các bạn ơi. Nhưng mà cái mùa Covid này, mùa đông ở bên Việt, ủa xin lỗi các bạn, bên Mỹ là đang mùa thu, xuân hạ thu đông thì đang vô mùa thu rồi, thì con vi trùng nó bắt áp lại, nó dễ lây bệnh lắm các bạn. Những thành phố lớn giống như là New York, California, rồi Florida này kia các bạn, những tiệm, những nhà hàng, những nail spa, hair, hay là những chỗ tập tạ đó, massage này kia là tất cả đều đóng cửa hết nha các bạn nha. Cái này MC chia sẻ thật lòng luôn.
Nếu anh chị em nào có ở Mỹ coi sẽ hiểu sẽ biết thôi. Còn riêng MC thì ở tiểu bang Arkansas, không biết chừng nào tới tới có cái lệnh để shut down thì có đó MC chưa biết. Từ từ cũng tới ha các bạn ơi, nếu mà dịch quá thì chắc họ cũng bị shut down, bắt buộc phải shut down mọi người nữa thôi. Thì anh chị em nào có rảnh rỗi đi chợ nhớ mua những đồ như là giấy xúc rồi thuốc này kia, đồ ăn, gạo, mì, nước kìa các bạn. Để chuẩn bị ở nhà sẵn đi. Cứ mai có chuyện gì thì mình cũng có mớ đồ ăn trong nhà để lo cho con cái nó có đồ ăn với người ta. Nói chung là vậy. Giờ MC phải khiêng mấy cái đồng hồ ra ngoài các bạn. Nghe nghỉ xây qua xây lại hết lẹ không các bạn. Này phải khiêng từng cái. Khiêng từng cái một. Lấy chìa khóa chứ. Chìa khóa xe này. Chừng nào họ đi họ lấy nguyên chùm. Đồ đạc đầy luôn các bạn thấy không? Đồ đạc đầy nhóc hết trơn. Khiêng từng cái. Khiêng từng em ra. Cái video em si thâu thẳng luôn, không có cut. Anh ra mong các bạn thông cảm. MC đi học thêm cũng được nhưng mà không có thời gian các bạn ơi, mấy cái này phải có thêm năng khiếu mới học được chứ không phải nói ai học là học các bạn. MC cũng có nói anh chị em những clip trước rồi đó. MC đang về đang ra ngoài để bỏ cái đồng hồ trong xe để hồi cho chờ Goodwill các bạn. Đồ đạc quá trời. Đó, các bạn thấy không, lá rụng nè. Lá rụng đầy dưới đất luôn. Ủa, mấy con sóc đó các bạn. Nó kêu cặc kẹt ghê quá. Cái âm thanh con sóc. Nó xe MC đậu đây nè các bạn. Hôm nay ngày lễ mọi người đều chuẩn bị bút món lên, mọi người đều chuẩn bị nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn này, bắt đầu gia đình tụ tập lại ăn uống nhậu nhẹt này kia, nếu có karaoke thì ca hát, hò hát cho vui chứ, xong rồi cũng phải đi làm thôi các bạn ơi. Nói chung là vậy. Đây, xe của MC lật ở sao để nó xe của MC nữa các bạn. Sao cái cốp sau MC hạ cái ghế sau xuống đó để trong khi mua bán xe đạp nó thảy vô nè, chở cũng lật 2 chiếc 3 4 chiếc tùy theo mình có biết sắp hay không các bạn nhé. Cái này để đem qua cho bà chị, bà có xài không? Nhà bà chị bên này này đầu kéo nè của Made in USA đây nè các bạn. Đây nè. Đúng không? Nó lá rụng dưới đất nè, dày cộm luôn các bạn. Đem qua cho bà chị và có dùng. Dùng nó lấy.
Wow, thank you Quyền. Mấy anh vô ở đây á coi. Đang dọn mấy đồng hồ cho Quýt Quyêu. Có gì cho Quýt Quyêu không? Đem đi. Để đây nè. Thì để đây hồi cậu Sáu lấy. Cậu Sáu đang dọn đồ. Em xì ghé nhà bà chị với đứa cháu hỏi coi có cái gì cho chợ cũ thì đem ra em xì đem luôn một lượt luôn các bạn. Giờ đi vô tiếp tục. Nhà em xì ở phòng em xì ở cũng gần bà chị với đứa cháu, nó ở gần có mấy chục bước tới thôi. Còn nhà bà hàng xóm mấy bên kia thì em suy nghĩ đi nếu chạy xe khoảng 1-2 phút gì thôi, 1 phút à, mà đi bộ thì chắc cũng 3-4 phút gì đó các bạn. Thì nói chung cũng chung cái ấp Hạc Mành luôn nhưng mà khác phòng thôi các bạn, nói chung là vậy. Giờ khiêng cái thằng to này, thằng này nó nặng. Khiêng cái thằng to này các bạn, thằng to này nó nặng nè, này nặng khiếp nè. Này. Này nặng nữa các bạn. Đèn. Cái điện thoại nó cũng gần hết pin nữa các bạn ơi. Không biết nó có chết lúc nào không biết. Không thì em xin lấy cái cục pin gắn vô cho nó có đầy đủ pin để chia sẻ các bạn. Trời hôm nay cũng không lạnh gì mấy các bạn ơi. Ngoài nắng ấm tốt, không có mưa mà cũng không có gió luôn. Nói chung là tốt. Đồ quá trời đồ. Lôi về do đã tốn tiền mất thời gian thì hãy đem đi cho người ta. Đúng là cái nghiệp các bạn. Chơi đồ cổ cũng có cái nghiệp luôn các bạn nhé. Xin mở cửa. Thấy cái thằng em này bự cho bá lửa luôn. Bự mà nó nặng nó ghê. Đây, thấy vô đây. Đó. Em xì vô lấy thêm cục pin dự phòng chạm chương thôi. Hồi đang quay video nó chết mất hay. Đấy, anh chị em cô bác đây nhìn cắt ngang mất lịch sự. Nhiều lần em xin cũng bị vậy, nhưng khi cái điện thoại nó để 70-80 lịch sen mình nghĩ mình quay khoảng nửa tiếng là dư sức, họ tự động cái cục pin đó nhảy xuống cái mất hết luôn. Giờ em xin phải lấy cục pin nó chặt đi. Không thôi mất điện là mệt lắm thôi. Đây, xin lấy cục pin ra nè. Chặt nó đầy đủ. Không quay thêm được nữa. Mình cũng được chơi này đầy thôi các bạn. Đây, em nằm ở đây. Đưa ra. Thank you.
pin thì cũng không 3 chấm, pin dự phòng nó lại sạc nữa, mà mỏng như cái điện thoại các bạn ha. Hôm bữa mua cũng năm ngoài, nó làm cũng bồ nữa các bạn, mỏng như điện thoại mình để trong túi nên nó cũng gọn đó mà. Đó, đủ đồ chơi đó, đang cạc nha bạn, để cái túi trên này luôn đó, ngon lành. Rồi còn em nằm đây nữa, đem em đi luôn. Em này không có nặng các bạn, vừa không nặng nữa. Ủa mà cũng hết rồi, đóng cửa đem đồ đi luôn đi. Phải tắt đèn chứ, em nói em cuối cùng. Em điện thoại với MC thôi. Tắt đèn mở đèn nhỏ cũng được. Đèn nhỏ có gì về mình thấy đường để mình đi thôi, dắt té nữa. Mệt nữa. Các bạn thấy ở Mỹ gì ngày nghỉ thật sự xây qua xây lại hết thời gian lẹ lắm các bạn ơi, nói thật. Anh chị em nào ở Mỹ mới biết được, không phải dễ vàng như anh chị mà ở Việt Nam chị nghĩ đâu. Thì kiếm tiền cũng là một cái vấn đề. MC đem này nữa là em nè. Ra cửa lại đi, đem qua chợ cũ. Để cửa trên dưới rồi đàng hoàng các bạn. Thôi giang hồ nhập nhà lấy đồ cổ với MC buồn luôn á. Hôm nay có gia đình ở nhà không ai đi làm hết, nghỉ được 2 ngày. Họ phải tụ tập ăn uống rồi. Mà nghĩ chắc bà hàng xóm bà không dám. Bà không dám ngồi ăn chung thì đúng. Đây một em nằm đây cho gọn. Rồi ba em các bạn, đem được em nào cứ đem. Giờ em xin đầy xe rồi ghé qua nhà vài hàng xóm lấy thêm bọc đồ nữa. Xe của em xin các bạn. Để cái xe cho nó ấm máy rồi hả chạy các bạn. Nếu mình giữ kỹ á thì cái máy nó ấm, nó nóng mới chạy ngon chứ thứ mà. Bình thường mấy người phụ nữ lên chỉ xe chỉ biết start chiếc xe chạy thôi, biết cái máy banh chành hết luôn. Trời ơi, mấy đồ này cũng cho à. Đồ cành á xí muội. Đi cho đồ Goodwill. Bữa nay họ đâu mở cửa đâu. Dạ. Ủa Nga Lạch về à? Nó lấy xe với Văn chạy à? Ồ. Bữa nay không có chợ nào mở cửa hết á. Không. Coi kỹ nó có chợ mở cửa không? Được mấy cái chén nè kệ. Mấy cái chén bà chị bà không xài, bà cho chợ cũ nữa các bạn. Có còn hơn không.
Rau mấy này mình đem ra cái tiệm. Hồi này mình giữ lại các bạn ơi, đem tiệm cho người ta dùng. Nói chung là vậy đi. Ra tiệm neo các bạn, mình không xài cho anh chị em ở ngoài tiệm họ dùng. Khi họ có ăn uống họ quên đem theo cái chén đĩa muỗng gì đó thì có đồ để xử lý. Nói chung là vậy. Rồi Ali hấp, bây giờ MC giờ MC chạy qua nhà hàng xóm lấy bọc đồ nữa rồi đem đi chợ cũ các bạn nhé. Rồi Ali hấp giọt. Về cũng cẩn thận khi cái xe nó ra chạy ào ào tông mình nó mệt thôi. Không biết ai lỗi ai phải gì đó. Xe mình bị mớp, bị cái trước chắc ăn. Công hơi kêu cảnh sát lại này kia nọ, nhức đầu các bạn. Qua vàng sớm lấy một bọc đồ nữa đem cái khuya cho. Ồ, cũng có thể ghé tiệm bỏ mấy cái chén đĩa vô luôn cũng được, chụp ốp mấy cái dĩa luôn, mấy cái chén luôn rảnh như vậy. Đó, hôm nay xe đầy nhóc các bạn, tại đâu người ta đâu có đi làm đâu, nhà nấu nướng này kia tụ tập ăn uống các bạn. Kiểu này mới là dễ bệnh đó các bạn, dễ truyền nhiễm lây lan. Xe bằng sớm đây nè các bạn. Rồi xe mở cửa lấy đồ luôn, xe bằng sớm đậu ngay đây nè, đây kia đậu đây luôn cũng dễ lấy. Nó xe cổ đầy nhóc ở đây các bạn, xe bằng sớm ở đây lấy một đồ lên đi của Goodwill. Cũng gà bỏ sọn một đống đây nè, quần áo nè các bạn thấy không nè, quần áo lung tung cho Goodwill. Nói chung là vậy. Ở Mỹ này cái gì chứ đồ cũ là đầy các bạn, mình không mặc thì mình cho chợ cũ người ta bán đó, để người ta cho lính tiền đó của chính phủ đó các bạn, chợ chính phủ á, mình mua ở đâu á tính thuế đâu thì họ lấy tiền đó họ giúp cho người già người bệnh đủ thứ tiền để họ có thể giúp được các bạn. Thành ra bởi vì mấy đồ cũ này á, đừng có dục thùng rác uổng lắm, cái nào nhắm bán được á gom lại cho Goodwill, mấy chợ cũ á các bạn, hay là mấy chợ mà Subway, Sanomi đâu đó họ có cái cửa hàng lớn của chính phủ á, rồi họ bán họ lấy tiền đó họ giúp đỡ nhiều cái nơi, ví dụ mấy trẻ mồ côi, mấy đứa bị tâm thần, mấy đứa bị tật nguyền gì đó các bạn, nó đỡ lắm. Chứ giờ đưa quần áo đồ còn tốt, các bạn cứ dục vô thùng rác không thì mấy cái chợ đâu có đồ để mà bán. Nói chung là người bỏ gom chút ít sức vô thì làm cho mấy người nghèo họ cũng có cơ hội để họ mua rẻ đó các bạn, mua đồ cũng rẻ đó. Nhưng người nghèo đâu có tiền mua đồ mới đâu, thì mà họ mua những đồ hoặc dụng Sài Gòn hay là của những người người ta đem cho chợ cũ các bạn. Nói chung là vậy. Để mấy cái đồng hồ sao chạy cà lắc cà lắc. Cái này là cái chuông nữa các bạn nhé. Em xin để hai cái chuông trong xe nè, cà lắc cho nó vui, giống như chuông mắc cà game nữa các bạn, giống như mấy trong phim ma mà mấy ông